Xin chào ông Nguyễn Thái Duy, là một người mà giảng dạy về kinh doanh và khởi nghiệp á, thì theo ông á, thì cái việc mà đã làm kinh doanh đó, nó có dễ hay không? Cái câu hỏi này rất là thú vị và cũng rất là nhiều người hay hỏi mình, là có người hỏi là việc ra làm kinh doanh nó có khó không, có người là hỏi là việc ra làm kinh doanh nó có dễ không, có người rằng là em e ngại ra làm kinh doanh quá, bởi vì sao? Bởi vì em sợ nó rủi ro. Vậy thì khi nào nó khó và khi nào nó dễ? Thì cái việc khởi nghiệp, ra kinh doanh riêng, hay cái việc bạn đi lái xe, hay cũng như cái việc mà bạn đi học một môn kế toán, bạn làm kế toán, thì nó cùng chung một cái, nó kỹ năng nó cũng là một cái kỹ năng thôi mà, nó cùng như nhau. Khi các bạn mà hoàn toàn không có cái nhận thức về nó, thiếu kiến thức về nó, thiếu kỹ năng về nó, thực hành chưa đủ, chưa đủ trải nghiệm, chưa đủ qua bóc, thì nó khó không thể tưởng. Nó khó tại cứ biết gì đâu mà nó dễ, nó khó. Tuy nhiên, nếu các bạn có nhận thức tốt về lĩnh vực đó, các bạn có kiến thức về lĩnh vực đó, các bạn thực hành nhiều lần, các bạn có sự va vấp và trải nghiệm đủ sâu, có sự trả giá cho nó, thì nó vô cùng dễ. Các bạn thấy một người mà họ đi lái xe các bạn không? Như bạn mà chưa có cái nhận thức về lái xe, chưa biết gì lái xe, trời ngồi lên cái xe biết cái gì trời, thậm chí cầm vô lăng kiểu nào cũng không biết cầm nữa. Đó. Đạp thắng hay đạp côn cũng không biết nữa. Đó. Đại khái ngồi cái thế mà không đúng nữa. Khó không thể được. Bạn thấy sao mà nó khó dữ. Ngồi còn không được nữa. Ôm vô lăng kiểu gì. Ok, đừng nói lại, khó lắm. Đó. Vậy thì lúc này nó sẽ chia ra ba dạng. Một cái dạng là gì vậy? Không biết hết. Khó khỏi nói 100% rồi. Cái dạng biết dở hơi, học lớp, học đâu đó, học lên tới nơi thì gì ạ? Cái dạng đó thì lúc đúng lúc sai, mình nói câu tiếng là sometimes win sometimes lose, lúc đúng lúc sai. Còn cái dạng thứ ba là cái dạng gì ạ? Cái dạng là chúng ta làm rất là nhiều thực hành, dĩ nhiên trong quá trình thực hành sai sót nhiều lắm, mới ra khởi nghiệp cũng vậy á, mới ra khởi nghiệp sai sót nhiều lắm, mất tiền mất bạc, tuyển nhân viên vô bị nhân viên nó quậy cho một trận. Có những khách hàng đầu tiên họ nợ họ không trả, đủ thứ hết, sai sót nhiều lắm. Tuy nhiên cái điều đó rất là tuyệt vời, chúng ta phải cảm ơn những người nhân viên mà họ không hợp tác với chúng ta đó. Chúng ta cảm ơn những người khách hàng không chịu trả tiền cho chúng ta đó, tại vì tất cả những người đó họ đều góp phần, họ dạy ta giỏi. Chúng ta chỉ học được bài học khi có ai đó không thèm trả tiền cho ta, thì chúng ta mới học được bài học là chúng ta không bị mất tiền. Chúng ta chỉ học được bài học nhân viên giỏi hơn, huấn luyện nhân viên giỏi hơn, khi chúng ta bị một nhân viên nào đó nó quậy ta ra vô ra coi, nó là các bạn dùng cái từ khó và cái từ dễ mà chúng ta biết em hiểu về nó rất là dễ, dễ không thể tưởng khi không biết rất là khó, hoặc là biết dễ hơn thì phá banh tành hết, lúc được lúc không. Vậy thì kinh doanh nó cũng như tất cả các lĩnh vực khác thôi. Bạn muốn nó dễ thì hãy tập trung cho nó, hãy đi nó đến cùng. Một cái gì các bạn làm không được là các bạn đang thiếu một cái kỹ năng gì đó, có cái gì đó bạn chưa biết, hãy giải quyết nó đến cùng thì tự nhiên nó rất là dễ. Cảm ơn câu hỏi của bạn rất là nhiều. Hỏi thêm ông một chút xíu nữa, có một số người quan niệm rằng phải có vốn, có tiền thì mới ra kinh doanh được, thì ông thấy cái quan niệm này nó như thế nào? Có nhiều người là nói là phải có tiền mới ra khởi nghiệp được, cái này là hỏi cửa miệng luôn. Mà cái này là có lẽ là những cái câu nói mà nó xuất phát từ những người khởi nghiệp không được, các bạn thấy không? Nên nó mới có cái câu đó. Còn các bạn thấy là những người mà họ khởi nghiệp được á, họ đã thành công đó, thì họ luôn khẳng định rằng là họ đi từ tay trắng lên đó. Có thể có một số người họ có tiền, nhưng mà rồi những cái lần khởi nghiệp đầu tiên họ cũng làm mất sạch tiền. Và cái giây phút mà họ hết sạch tiền rồi á, họ khởi nghiệp lại á, họ mới phát hiện ra rằng khởi nghiệp không cần phải có tiền nhiều. Vậy thì mà dùng cái từ tiền, bây giờ mình chuyển sang cái từ vốn. Vậy khởi nghiệp có vốn không? Thì mình nói một cái câu các bạn là cần vốn. Tiền thì mình nói là không cần, nhưng mà vốn thời cần. Tại vì cái từ vốn á, nó nói rất là nhiều ý. Vốn ở đây ngoài cái vốn về tiền, phần lớn ở đây chúng ta cứ hiểu vốn về tiền, mà chúng ta không hiểu rằng là kiến thức cũng là vốn, mối quan hệ cũng là vốn. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Những kỹ năng cũng là vốn, kinh nghiệm cũng là vốn. Nghĩa là nếu mà chúng ta chuyển sang cái từ nói về vốn á, mà chúng ta loại cái từ tiền ra đó, thì chúng ta cần rất là nhiều cái vốn.
Vậy thì bây giờ mình hỏi các bạn, cái mối quan hệ nó có tạo ra tiền không? Nếu các bạn có vốn là mối quan hệ rất là tuyệt vời thì cái mối quan hệ nó tạo ra tiền. Và nếu các bạn không có tiền thì các bạn phải làm gì ạ? Đi xây dựng mối quan hệ. Các bạn hiểu chưa? Nếu các bạn chưa có kiến thức thì các bạn hãy đi học. Học ở đâu? Học từ sách, học từ những người xung quanh thì tự nhiên chúng ta có kiến thức thì nó tạo ra tiền. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Nên là cái từ vốn ở đây là vốn về kiến thức, vốn về kinh nghiệm, vốn về sự trải nghiệm. Những cái điều đó các bạn chỉ cần dùng thời gian, các bạn phải nhiệt tâm, nhiệt huyết là tự nhiên các bạn có. Còn tiền thì mình lại có một cái kinh nghiệm nó như vậy. Nếu lần đầu tiên mà bạn ra mà bạn khởi nghiệp mà trong tay bạn có quá là nhiều tiền á thì chắc chắn là bạn bị mất tiền, bởi vì bạn không có kinh nghiệm. Bạn chi tiêu sai hết, bạn trả lương cũng sai nữa, bạn mua sắm cũng cộn sai nữa. Nên là những người mà họ ra khởi nghiệp á mà họ có rất là nhiều tiền thì họ lên một cái bản kế hoạch rất là chi tiết để họ như thế nào ạ? Họ chi tiền. Họ lên bản kế hoạch để họ mua sắm bàn ghế, mướn văn phòng đẹp, lấy hàng hóa đồ rất là nhiều. Họ nghĩ rằng là cái việc đó họ kinh doanh rất tốt, nhưng bất ngờ rằng là cái việc đó nó làm cho họ mất tiền. Còn những người mà họ ra khởi nghiệp mà trong tay họ không có tiền, họ có tiền rất là ít á, thì cái công việc đầu tiên nhất mà họ phải làm đó, họ đi kiếm tiền. Các bạn chúng ta điều này chưa? Họ đi tìm khách hàng, họ đâu có tiền đâu mà họ ngồi đó họ sắm laptop, họ đâu có tiền đâu mà họ nghĩ tới họ cái việc họ mướn văn phòng. Họ chỉ cái việc duy nhất là họ đi tìm khách hàng để họ bán được hàng, để họ có tiền nhanh nhất. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nên là tất cả những người ra khởi nghiệp mà có nhiều tiền thì họ có rất là nhiều cái để họ mất. Và cái mất đau nhất trong cuộc đời đó là mất tiền. Ok chưa? Vì cái đầu bạn thua, cái đầu cũng khác là bạn mất tiền. Cái người mà khởi nghiệp mà trong tay họ không có tiền thì tóm lại họ có thất bại thì họ cũng chả có gì để mất. Và họ còn lợi nữa. Lợi gì ạ? Lợi cái kinh nghiệm, cái kiến thức. Ok chưa? Những cái mối quan hệ mà họ va vấp trên con đường họ đi đó. Và bây giờ bạn không tin, bạn hỏi những người khởi nghiệp thành công đi thì họ đều nói là khởi nghiệp từ không có tiền. Bản thân mình vậy, mình khởi nghiệp từ không có tiền. Lần một mình khởi nghiệp mình không có tiền mà làm thành công. Lần thứ hai mình khởi nghiệp có tiền rất là nhiều mà lại thất bại, mà lại bán nhà bán cửa. Các bạn hiểu ra điều này, tại vì lần thứ hai mình có tiền nên mình định vị mọi thứ trên tiền, nên cuối cùng mình bị mất tiền. Còn lần một mình không có tiền nên mình phải lo đi, mình kiếm tiền. Rất là thú vị. Và cái điều này bạn cần phải trải nghiệm, và bạn cần phải đi học những cái người nào mà họ khuyên bạn ra khởi nghiệp cần phải có tiền nhiều, thì các bạn hãy xem họ, hãy hỏi họ kỹ. Ok, họ kinh doanh họ thành công nó như thế nào. Còn mình luôn khẳng định với các bạn là khởi nghiệp không cần phải có nhiều tiền.